Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để farm trên trang PandaSwap tại địa chỉ pandaex.org. Và hiện tại, sàn này họ đang chạy trên cái network OKEX chain. Thì cách để thêm cái OKEX chain vào cái ví MetaMask thì quý vị tìm kiếm những video trước mà KTV đã chia sẻ. Thì ở đây hiện tại KTV đang có cái OKEX chain với cái phiên bản là testnet nên là nó không có giá trị, nên KTV sẽ làm cái video này giống như là một bản demo để quý vị tham khảo. Khi nó chính thức ra cái bản mainnet thì quý vị cũng làm y như thế này. Rồi bây giờ quý vị hãy vào cái sàn OKEX .com và quý vị hãy chuyển OKT từ cái sàn gần này về cái ví MetaMask để làm phí giao dịch. Đó, quý vị chọn tài sản này, chọn rút tiền này, ví dụ ở đây KTV chọn USDT. Rồi quý vị chọn đúng cái chain này, USDT OKEX chain, và lấy cái địa chỉ từ ví MetaMask để dán vào đây và chuyển từ cái sàn OKEX về cái ví. Rồi bây giờ trở lại với cái sàn PandaSwap. Thì lần đầu quý vị hãy kết nối và chọn cái ví MetaMask này. Rồi bây giờ quý vị chọn swap này, OCNX token. Ví dụ ở đây KTV sẽ chọn là USDT. Đó, KTV sẽ chọn cái cặp farm là OKT USDT. Đây quý vị có thể vào farm để xem các cặp đây này. Đó. Rồi, quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn swap. Ví dụ ở đây KTV sẽ nhập 20 chẳng hạn. Rồi, quý vị chọn swap này. Quý vị hãy confirm để xác nhận này. Ở đây cái phí mặc định là 0.1. Thì quý vị cứ để nguyên, trừ khi nào mà mạng nó quá tắc nghẽn thì quý vị hãy nâng nó lên. Còn ở đây KTV đang dùng bản testnet, nó không có giá trị nên là KTV cứ chỉnh nó cao lên cho nó nhanh. Rồi quý vị chọn vào confirm này, quý vị chờ nó đang pending đây này. Quý vị để ý cái biểu thức cài đặt này, ở đây nó mặc định là 0.5 thì quý vị cũng có thể nâng cái độ trượt giá lên. Đó. Rồi sau khi swap xong, quý vị chọn pool này. Quý vị chọn vào add liquidity này. Quý vị hãy chọn vào select này, chọn USDT này. Quý vị có thể chọn max hoặc là nhập cái số lượng. Ví dụ KTV sẽ nhập cái số lượng USDT vào đây chẳng hạn. Đó. Nhập xong, quý vị chọn vào submit này. Quý vị hãy confirm submit này. Rồi quý vị chọn confirm để xác nhận này. Close đi. Rồi quý vị chờ trong giây lát. Rồi bây giờ quý vị hãy match lại này. Quý vị hãy chọn cặp này này. Rồi quý vị chọn vào app này. Ok, thì vừa đây KTV đã add rồi, bây giờ quý vị hãy vào farm đi. Rồi, quý vị tìm đến cái cặp mà quý vị muốn farm này. Chọn vào select này. Quý vị chọn tiếp vào dấu cộng này. Quý vị có thể bấm vào max này để chọn tất cả. Đó. Rồi, quý vị chọn confirm đi. Rồi, quý vị confirm để xác nhận này. Rồi quý vị chờ. Ok, vậy là đã thêm được cái thanh khoản cho cái cặp USDT, OKT. Thì cái token PND là cái PandaSwap đây này, quý vị sẽ nhận được ở cái phần bên này. Rồi bây giờ thì làm sao để quý vị có thể remove, rút thanh khoản
Bây giờ quý vị hãy vào swap này, quý vị chọn vào pool này, đó, đây quý vị chọn luôn cái cặp đây này, đó, OKT USDT này, quý vị chọn Timo này, đó, ví dụ ở đây KTV sẽ chọn Timo, chọn vào Max này, tắt đi, quý vị chọn vào Upload để đồng ý này, chọn vào Size này, rồi quý vị chọn vào Timo này, Confirm này. Confirm vào đây để xác nhận này. Còn lâu này. Rồi, đang pending, quý vị chờ. Ok. Rồi, vậy là KTV vừa chia sẻ với quý vị cách để thêm thanh khoản cũng như là rút thanh khoản trên cái sàn PandaSwap. Và quý vị ai chưa có tài khoản trên cái sàn OKEX thì quý vị hãy đăng ký theo đường link phía dưới để ủng hộ KTV. Và KTV xin kết thúc video tại đây.